Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thúy Di Cuộc Sống Trung Quốc. Hôm nay thì mình sẽ dẫn cho mọi người đi xem chợ nông thôn ở bên Trung Quốc vào buổi sáng sớm nha. Nói sáng sớm vậy thôi chứ bây giờ là cũng 9 giờ sáng rồi đó. Do là ở nông thôn nên là cũng ít người, nên bây giờ cũng hơi vắng. Chỗ này là bán tất cả các loại đồ gỷ nè, một cái bán một ít vậy đó. Ở nông thôn chủ yếu người già là nhiều. Buổi sáng thì mấy ông cụ tập trung lại để trò chuyện. Còn bên đây là bán các loại đồ gia dụng, nước uống. Cái khu chợ này cũng nhỏ, từ đây đi lại phía trước có khoảng vài trăm mét là đã hết rồi. Do ngoài đường lộ lớn á, có mở rất là nhiều siêu thị nên là trong chợ này cũng hơi vắng. Ở đây thì bán gà vịt nè, nếu như ai mà muốn mua thì lại đây mua, xong rồi người ta sẽ làm sẵn cho mình. Trời bữa nay cũng hơi lạnh này, tầm 20 độ thôi, cũng không có nắng nữa nên là nhìn cũng âm u. Chỗ này là một tiệm hớt tóc nè mọi người. Đây là một tiệm hớt tóc dành cho đàn ông á. Chỗ này á, là bán giày dép với lại quần áo người lớn nè. Giờ vô mùa đông rồi, toàn bán giày dép cho mùa đông thôi. Bên đây thì cũng vậy. Đường thì cũng nhỏ chứ không có lớn. Chỗ này người ta bán cửa sắt, hàng cửa sắt rồi nè. Bên đây thì có bán lưới nè, các loại lưới, bán giày dép. Mấy cái loại giày dép này để mang ở nhà vào mùa lạnh đó mọi người, mang thì không có bị lạnh chân. Để mấy cái áo này mặc ở ngoài nè. Ở trong đó thấy có bán cái nệm đó để trải lên đó, nệm mỏng mỏng để trải lên vào mùa lạnh ngủ cho nó ấm. Trong đây thì bán cái vải, mình có thể mua cái xong người ta may cho mình luôn để mình may màn hoặc là may ra áo nệm. Bên đây là các loại màn này, đủ các loại, nếu như mình thích loại nào thì mình chọn loại đó, còn không thích đó thì mình mua vải thì người ta sẽ may cho mình. Giờ này mấy ông mấy cụ đi mua đồ về, ở trong đây chủ yếu người già đi là nhiều. Đó, ngoài đường lộ lớn đó mọi người, tới ba bốn cái siêu thị luôn. Coi là chợ này bây giờ cũng ít người mua. Ở đây là một con kênh, ở dưới rông quá trời luôn rồi. Con kênh này thông tuốt với phía xa kia luôn. Ở phía xa kia là đồi núi. Xe đó không biết bán cái gì ha. Cái xe nó bán quần áo, bán quần áo lạnh đó mọi người, bán đổ đóng ra gì nè thì giá rất là rẻ, bán quần áo lạnh. Còn ở phía trước đó thì bán bột giặt quần áo. Trong đây cũng là một tiệm cắt tóc nè. Tiệm này thì cũng nhỏ nhỏ thôi, dành cho người dân ở trong làng, trong thôn ra đây người ta cắt. Ở bên đây là bán bột giặt nè, nước rửa chén, kem đánh răng, đầy đủ các thứ. Trong chỗ này thì là một cái tiệm bán giống như là bán đầy đủ các loại luôn, có bán nhang đèn, vật dụng dùng hàng ngày với lại mấy cái hạt rau cải. Trong cái tiệm này cũng giống như tiệm tạp hóa vậy mọi người, bán nhang đèn nè, các loại hạt giống, đồ chơi con nít bé dùng, mỗi cái bán một ít vậy. Một cái tiệm thì cũng nhỏ nhỏ thôi.
Ông bác này bán ghế, ghế cây người ta đóng sẵn xong người ta đem ra chợ người ta bán. Tiệm bên đây thì bán nhang đèn, cái bình để tưới nước với lại mấy cái giỏ sách này để đi đồng đi rẫy đựng rau á. Bây giờ thì mình sẽ đi lại phía trước kia nữa. Trong đây cũng là một tiệm may, tiệm may nhỏ nhỏ. Ở mấy tiệm đây thì người ta cũng đóng cửa rồi nè. Chỗ này bán quần áo lạnh dành cho mấy cụ ông, mấy cụ bà nè. Mấy người ở trong thôn quê thì người ta sẽ thường lại mấy cái chỗ ngoài chợ nhỏ như người ta mua. Ở bên đây cũng vậy, bán quần áo, hạt giống, với lại mấy cái đó làm trải ở trên cái niệm của mình mùa lạnh ngủ để cho không có bị lạnh á. Còn bên chỗ này bán gà vịt nè, mua xong người ta sẽ làm sẵn cho mình luôn. Bên đây thì sửa chữa cái loại đồ điện. Bây giờ vắng mọi người ơi, 9 giờ rồi, vắng mọi người. Sáng sớm cỡ 7-8 giờ thì mới đông người. Bên đó bà cụ bán dầu ăn, bán cơm, bán tạp hóa nhỏ nhỏ, nào cũng bán một ít. Bên đây nghĩ nè, bán tấu tàu, bán cơm, cơm ống, rồi cơm gạo, bán thuốc hút, tiệm tạp hóa nhỏ 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 vậy. Thế là cụ giờ thì đi chợ về. Ở đây cũng vậy, tiệm tạp hóa, bán gạo, bán đồ rẫy. Ở phía trong đây á, là có một trường cấp 1 nè mọi người. Để mình vô đây mình quay cho mọi người xem. Trường cấp 1 này á, thì ai mà có con cái á, nằm gần gần trong cái khu này á, thì sẽ cho con cái lại cái khu này học. Nhiều người á, người ta không có cho học ở đây thì người ta có thể đem lên thành phố. Từ chỗ mình á, mà lên trên thành phố thì lái xe khoảng 30 phút á. Đây là cây ớt, người ta trồng ớt ra trái nhất cái dân này, trái nhỏ 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 nè đó, cây nào cũng nhóc trái hết dân. Cái trường này hồi lúc trước bên kia mới dời sang bên đây khoảng 2 năm. Ở trong đó có chú bảo vệ ở trong đó nữa, dài trong cái khu trong kia luôn. Đây nè, giờ này mấy đứa nhỏ nó ra chơi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp ra ngoài cái khu bên kia để mình quay hết cái khu chợ luôn nha. Cái khu chợ nhỏ chứ không có lớn, đi một chút là hết rồi. Thường thường mình cũng ít đi ra cái khu chợ này lắm, tại vì bữa nào mình cũng ra trễ á, người ta họp chợ người ta tan rồi, mình đi ra ngoài trước siêu thị kia mình mua. Tại vì ra siêu thị kia cũng gần, mua cái gì á vô trong đó mua đủ thứ cái đi ra luôn. Bữa nay trời âm u nhìn cũng hơi tối tối à, không có nắng. Chợ này cũng là khu chợ cũ rồi, mấy chục năm rồi. Bây giờ người ta vẫn còn bán lai gai. Tiệm thì cũng nhỏ nhỏ vậy. Bên đây bán nước, bán dầu ăn rồi nè, bán thuốc hút. Chỗ này có bán thịt heo. Thịt heo vào mùa lạnh này là mỡ dữ lắm luôn. Mỡ rất là dày. Bên đây bán chổi, bán thau, bán vật dụng luôn. Các loại. Bán cây chổi tre này để quét sân này, quét lá cây á. Ông chú bán ghế này bây giờ chạy lại tới đây rồi. Còn ở trong đây thì bán gạo với bán tất cả các loại hạt giống. Cái ghế để đây, cái chở hai bà dì này đi về luôn là rất là tiện hả? Mình để cho ông cụ chạy trước đi, mình hãy đi sau.
Ở bên này ta thường thường ngồi ghế vậy đó mọi người, có người đóng sẵn gì nè, khi người ta đem đi bán ghế cây kiểu gì á đó. Đó ngồi lên đấy cái ông cụ chở đi về luôn. Bên đây bán các loại cơm nè, quán đồ ăn sáng, bánh bao. Đi vô đây mình sẽ ghé là mua cơm ống. Lão bà, chứ có sửa mày. Chứ có. Để rồi y chín. Ăn không? Ăn cái nào em mua cho? Mua cho Tú Tú đi. Tú Tú ăn cái nào? Em Tú Tú ăn cái đó hay là em ăn cái này không? Không. Cái này cơm như cơm gạo bên Việt Nam mình đó mọi người. Ờ. Cho nó đổ lum. Cho ăn cái cây này đi. Cái này 1 ký Trung Quốc là 8 tệ. Ờ. Còn mấy cái này bánh gì mình không biết nữa mọi người. Cái này bánh gì á? Cái này là cái giống như bột chiên rồi kêu bằng cái gì? Bánh quay chèo. Ờ bánh quay chèo hả? Lỗ tai heo nữa. Bánh quay chèo, lỗ tai heo. Này bánh bột đậu. Có bánh phồng tôm nữa này mọi người. Sẵn đi chợ ghé vô đây mua luôn. Cái chị bán đồ gãy bên đây nè. Bữa nào mà đi ra shop thì mình thường hay mua của chị ở đây nè. Chợ tới cái khúc này là hết đó mọi người. Cái chợ cũng không có nhiều. Ở bên đây là sáng người ta bán đồ ăn sáng nè. Ở phía trước đó có một cái trường trung học nữa, nên chỗ này người ta bán đồ ăn giặt cho con nít. Chỗ này bán chả cá chiên rồi trà sữa giống như bên Việt Nam mình vậy. Chợ thì có khoảng vài trăm mét à. Chỗ này là một cái tiệm bán pháo bông của cái anh gần xóm mình bán á. Mà giờ này đi đâu đóng cửa rồi. Tết mình thường thường ở chỗ này mình mua pháo gì mình đốt. Ở phía trước đó có cái trường trung học. Trường này cũng lâu năm lắm rồi. Đứng trước cổng trường người ta tưởng là bắt cóc con nít. Thiệt luôn á. Đứng trước cổng trường mà ngó ngó vô người ta tưởng là bắt cóc con nít. Chứ ta hốt lên đồn là thấy bà luôn. Cái trường này giá sáng với lại giá chiều tan học ra đông lắm. Phụ huynh người ta lại người ta rước á. Nè cái trường hồi lúc nhỏ chồng mình cũng học ở đây nè. Thấy ở ngoài vậy thôi chứ vô đó cũng mấy dãy, cũng nhiều lắm. Mình mua xong mình nhờ ông cụ chặt ra cho mình luôn. Bao nhiêu đó là 52 tệ. Thì theo bên đây mở dày lắm á mọi người. Ông thối tiền lại cho mình. Thôi là 3 đồng. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài siêu thị. Ở trong đây cũng có một cái tiệm hớt tóc nho nhỏ nữa nè. Tiệm tạp hóa. Đường đi nãy giờ là ở ngoài đường mà toàn mấy cụ không à. Đây là một cái tiệm cắt sắt, hàng sắt gì nè. Con cụ. Cụ đang cắt. Mùa này vô trời lạnh á, người ta hay đắp chăn vậy á, nhà ai mà có bông gòn á, cái đem lại đây người ta xay nhuyễn ra vậy rồi ta vô. Người ta vô thành cái chăn hoặc là cái gối. Cái mái vậy nè. Lại đây. Nó ép nhuyễn ra luôn á mọi người. Bây giờ mình đi tiếp nha.
khu này không biết làm cái gì nữa. Mấy ông cụ đang ngồi đây trò chuyện. Chỗ này cũng có một cái tiệm hớt tóc. Tiệm hớt tóc dành cho nam. Đó ngoài đó là đường lộ lớn á. Đường lộ lớn là xe chạy tấp nập luôn. Ê, bữa nay có đám cưới kìa. Đám cưới người ta rước dâu về người ta chạy. Các bạn ơi, cái xe mà gắn cái bông hồng hồng á. Mấy cái xe này đi lên trên cái thành phố trên kia nè. Xe buýt thì không có về tới đây, toàn là mấy cái xe đó rồi. Đi xe đó một lần thì dài tệ tầm 10.000 à. Đi xa thì tiền sẽ nhiều hơn, còn đi gần thì tiền sẽ ít hơn. Nè, ngoài đường này lộ lớn thì xe tấp nập đó. Ở bên đó cũng có một quầy bán thịt heo. Trong đó là bán nhang đèn, bán pháo và bán đồ ăn sáng dài dài trong khu vực này nè. Chỗ này đứng đây để đợi xe. Còn đó là xe ôm. Trong khu đó thì bán các đồ đạc, bán tivi, rồi bán máy nước nóng lạnh, rồi máy lạnh, máy giặt gì cũng có. Ở đằng khu đằng kia có một cái siêu thị cũng lớn. Và lại cái khu này cũng có thêm hai cái siêu thị nữa. Nên là khu chợ cũng vắng. Tại vì người ta đi vô trong siêu thị á, bán đầy đủ đồ hơn. Người ta vô đó người ta mua ngược một. Nè, ngay đây có một cái siêu thị nè. Rồi đằng trước kia cái siêu thị lớn hơn nữa. Cái tiệm bán ăn này giờ ta đóng cửa rồi, ta không bán nữa. Hôm nay có một tiệm tạp quá. Bán đồ ăn vặt. Bán mấy cái chân gà, cổ gà, đầu vịt nữa. Rồi, hôm nay một cái siêu thị nữa là hai. Ở đằng kia một cái siêu thị lớn nữa là ba cái siêu thị vậy. Trong đây mở một cái quán ăn. Này bán bánh bao, bánh nhỏ nhỏ. Tiệm này cũng mới mở. Hồi nãy mình mua một miếng sườn, bây giờ vô siêu thị mua thêm một ít bắp với lại củ cải đỏ nữa, về hầm cho bé xoài nữa ăn. Cái siêu thị trong đây rộng, bán đầy đủ cái thứ. Thường thường mình đi thì mình đi hay đi cái siêu thị này. Cái anh sòi nó muốn chơi gì cái ra đây cho nó chơi chút đi về. Bây giờ gần Tết rồi mọi người. Người ta bán cái này quá trời ngon. Hạt dưa, rồi mấy cái hạt bí này nè, đậu phộng. Ở bên đây Tết đó nha là hay ngồi quay quần lại để cắn hạt dưa, ăn đậu phộng. Với mấy cái bánh này nè. Mấy cái bánh, mấy cái cơm. Bánh lẩu tai heo nè. Khoai lang sấy này cũng ngon, hồi bữa hổm mình có mua rồi. Ăn hết ra mua tiếp. Gần tới hết rồi đó. Thấy mấy cái bánh này thấy gần Tết sắp về. Cái này bánh cuốn này ăn cũng giống như bánh kẹp của mình nhé. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia để mình mua rau củ. Trái cây. Mùa này thì chỉ có mấy cái loại trái cây này thôi. Mùa nào thì bán loại trái đó. Mà bên đây người ta bán bơm lê rất là nhiều. Xứ sở của bơm lê mà.
Bây giờ mùa nào cũng có bơm có lê. Bây giờ đây cái mùi bơm thơm sung súc rồi. Xoài nè mọi người. Đây là các loại rau này. Mình qua đây mình mua bắp. Có bắp với mua củ cải đỏ. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye.